Đây là video được dịch thuật bởi cộng đồng Phimi và các Dano.vn. Hãy trở lại cuộc trò chuyện mà chúng ta đã bắt đầu ngày hôm qua về RealFi. Làm cách nào để chúng ta thu hẹp khoảng cách? RealFi kết hợp DeFi, danh tính, siêu dữ liệu và quản trị để mở khóa những gì được mô tả là thị trường tài chính mới. Kết quả là thu hẹp khoảng cách giữa blockchain, crypto và tiện ích toàn cầu. Chúng ta sẽ có một phiên trò chuyện sâu sắc để khám phá RealFi trước hết như một khái niệm. Chúng ta thực sự hiểu chính xác nó là gì và đi sâu vào một số câu hỏi cấp bách đang diễn ra trong cộng đồng. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một số vấn đề và rào cản liên tục xuất hiện. Khi chúng ta bắt đầu nghĩ về tương lai, chúng ta cũng sẽ hỏi các Dano có lợi thế về RealFi không? Nếu có thì làm thế nào để chúng ta với tư cách là một cộng đồng thực sự tận dụng nó? Hôm nay sẽ có sự tham gia của một hội đồng tuyệt vời để cùng chúng ta nói về nó. Chúng ta sẽ có sự tham gia của Vedran Vukman đến từ Jupiter, Florian Schock đến từ Neum, Jonas Lindgren đến từ Charlie Barr và Glenn Jordan đến từ Empowa. Hội thảo được dẫn dắt một cách xuất sắc và chuyên nghiệp bởi Peter Van Garderen đến từ Landano, OrgFact. Hãy lắng nghe những người tham gia hội thảo. Chào mọi người. Chào mừng bạn đến với hội thảo về RealFi. Tôi là Peter Van Garderen, chủ tịch mới được bầu của các Dano RealFi Consortium. Chúng tôi đã thành lập nhóm vào cuối tuần này. Chúng tôi là dự án kết nối với các tài sản trong thế giới thực và các quy trình với blockchain các Dano. Có hoặc không có DeFi, có hoặc không có tác động xã hội. Tiêu chí chính là có một số thứ trong thế giới thực. Chúng tôi đang kết nối để mã hóa nó hoặc đại diện cho nó trên các Dano blockchain. Bản thân tôi là người sáng lập dự án Landano, đồng sáng lập với Doris van der Kroop. Chúng tôi đang mã hóa quyền sử dụng đất ở Mozambique và Ghana dưới dạng các Dano NFT. Tôi cũng là người sáng lập dự án Oracle trên các Dano có tên là OrgFact. Tôi đã là người nắm giữ Bitcoin từ năm 2012. Tôi đã từng làm việc trong ngành này được một thời gian. Ban đầu, tôi bị thu hút bởi ý tưởng có đạo luật tiền tệ phi tập trung như một hàng rào chống lại quỹ hưu trí sau vụ sụp đổ năm 2008. Sau đó, tôi dần dần tìm hiểu thêm về công nghệ này. Tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên tôi nghe Andreas Antonopoulos nói về một thứ gọi là Bitcoin, nhưng có một thứ bên dưới nó gọi là blockchain như công nghệ mang tính cách mạng mạnh mẽ của anh ấy. Tôi luôn say mê với tiềm năng của công nghệ này kể từ đó. Bởi vì tôi tự nhận mình là một người theo chủ nghĩa tự do, có thể hơi vô chính phủ theo định nghĩa lý thuyết thuần túy của thuật ngữ đó. Với tư cách là cha mẹ của ba đứa con, tôi lo lắng về tương lai của nhân loại, tương lai của chúng. Tôi tin rằng rất nhiều tệ nạn trên thế giới hiện nay là do sự tập trung về quyền lực, quản trị, tài chính và công nghiệp. Tôi tin rằng phi tập trung vào công nghệ blockchain là một con đường, hoặc một con đường thay thế, nó giúp cho nhân loại có thể sửa chữa nhiều thứ và hy vọng mang lại cho chúng ta một tương lai tươi sáng hơn. Vì vậy, tôi luôn bị thu hút bởi ý tưởng sử dụng blockchain trong thế giới thực như một giải pháp RealFi. Với mùa đông crypto mà chúng ta đang trải qua và tất cả những vấn đề mà chúng ta hiện đang gặp phải trong ngành, tôi tin rằng RealFi thực sự sẽ là động lực đưa chúng ta tiến về phía trước để vượt qua giai đoạn đen tối này. Đó là một chút về tôi. Chúng ta sẽ có một hội thảo tuyệt vời để nói về chủ đề này. Ở ngay bên trái tôi là Vedran Vukman đến từ dự án Jupiter. Chúng ta có Florian đến từ dự án Neum, Jonas đến từ Charlie Barr, và Glenn đến từ Empowa. Mọi người hãy giới thiệu bản thân và nói về cách dự án của bạn kết nối các tài sản và quy trình trong thế giới thực với các Dano blockchain. Cảm ơn anh. Tôi là Vedran Vukman, giám đốc điều hành và người sáng lập dự án Jupiter. Về cơ bản, chúng tôi đang làm việc trên mô hình kinh doanh trường hợp thực tế và kết nối mọi người với crypto. Cụ thể là về đăng ký và thanh toán đăng ký. Tôi tin rằng mọi người đều biết mô hình kinh doanh đăng ký đang tăng trưởng 100% qua từng năm. Đó là một vấn đề lớn đối với mọi người vì họ đang mất rất nhiều tiền cho các đăng ký của mình. Chúng tôi đang đổi mới để giúp họ tận dụng crypto và DeFi bằng thanh toán đăng ký cho phép họ tiết kiệm tiền và phải trả ít hơn. Về cơ bản là như vậy.
Tôi tin tưởng rằng Luffy là cách phù hợp để thực sự mang crypto đến với công chúng. Chúng tôi thực sự có một trường hợp kinh doanh hấp dẫn. Chúng tôi thực sự đến từ thế giới thực và được kết nối với Web3. Cảm ơn anh, Florian. Anh hãy cho chúng tôi biết thêm một chút về Neum. Xin chào cộng đồng các Dano. Tôi là Florian Shop, đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành của Neum. Chúng tôi muốn xây dựng hệ sinh thái âm nhạc ở các Dano bằng cách chia nhỏ quyền sở hữu trí tuệ âm nhạc và bán đĩa CD trực tiếp cho người hâm mộ. Điều này cho phép nghệ sĩ khuyến khích người hâm mộ nghe nhạc của họ. Cuối cùng, chúng tôi tạo ra sự lắng nghe để kiếm tiền. Nhưng cách để làm điều này là tạo ra toàn bộ hệ sinh thái. Nghĩa là chúng tôi đảm nhận việc phân phối âm nhạc cho các nghệ sĩ bằng cách phân tách từng phần quyền sở hữu trí tuệ âm nhạc, cho phép họ thông qua thị trường của chúng tôi để bán trực tiếp cho người hâm mộ. Điều này mang lại cho họ cơ hội mới để duy trì sự độc lập, nhưng vẫn có tất cả lợi ích từ nhãn hiệu bằng cách kết nối họ với người hâm mộ. Đây là những gì chúng tôi đang làm. Nếu bạn thấy thú vị thì hãy truy cập trang web của chúng tôi. Còn nhiều điều nữa trong lộ trình cho tương lai. Cảm ơn Florian, Jonas. Anh hãy cho chúng tôi biết thêm về Charlie Bar. Tôi là Jonas, CTO của Charlie Bar. Chúng tôi là dự án về Oracle trên các Dano. Công việc cơ bản đối với dự án Oracle là lấy dữ liệu thực tế và chuyển nó lên blockchain theo cách đáng tin cậy. Nghe thì có vẻ như là một điều đơn giản, nhưng nó thực sự khá phức tạp trên thực tế. Thực hiện điều đó một cách an toàn và đáng tin cậy không hề dễ dàng. Tôi cảm thấy nó giống như một viên đá xây dựng quan trọng cho các ứng dụng RealFi. Bởi vì hầu hết chúng liên quan đến những tương tác trong đời thực. Nó cung cấp những công cụ xây dựng cho các dự án khác để làm những gì họ muốn làm mà không phải liên tục phát minh lại bánh xe. Tôi nghĩ đó là đóng góp lớn nhất mà chúng tôi có thể làm cho RealFi. Khi xây dựng một dự án Oracle thì rõ ràng tôi là một người rất tin tưởng vào RealFi. Tôi nghĩ đó là những gì sẽ đưa công nghệ blockchain thành một thứ hữu ích cho mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn Jonas. Glenn, anh hãy chia sẻ thêm về Empowa. Tôi là Glenn Jordan, đồng sáng lập của Empowa. Empowa là một nền tảng đang tìm cách hỗ trợ nguồn vốn hợp lý cho nhà ở giá cả phải chăng ở châu Phi. Có 50 triệu ngôi nhà tồn đọng ở châu Phi. Có giả định rằng đó là do nghèo đói. Nhưng không phải vậy. Nó thực sự là do hệ thống tài chính không phù hợp với mục đích trong một môi trường không chính thức. Mục tiêu của chúng tôi là hiểu về thị trường đó, hiểu về môi trường và hiểu về tính phi chính thức của thu nhập, đồng thời có thể cung cấp vốn và tài chính theo cách thiết thực và bền vững cho nhà ở thông minh hợp với khí hậu, đặc biệt là theo cách phục vụ cả nhu cầu của người tiêu dùng và nhà đầu tư để giải quyết vấn đề tồn đọng đó từ góc độ nhân đạo. Tuyệt vời! Tất cả chúng ta đều đã chọn xây dựng trên các Dano. Florian, lý do cụ thể khiến anh chọn các Dano cho dự án RealFi của mình là gì? Nếu đang xử lý quyền IP trong tổng quan rộng thì bạn muốn sự ổn định. Chúng tôi biết một số chuỗi khác trong hệ sinh thái blockchain thường xuyên gặp sự cố. Ngoài ra, nếu bạn muốn trở nên phổ biến rộng rãi và có nhiều người hâm mộ, vì họ có thể muốn mua bản quyền âm nhạc của anh ấy, tôi cần một mô hình cho phép dự đoán các khoản phí giao dịch, vì tôi phải điều hành một công việc kinh doanh. Một công việc kinh doanh đòi hỏi tôi phải biết chi phí của mình là bao nhiêu. Nếu xây dựng trên Ethereum, khi phí gas đang tăng cao thì tôi không có một mô hình kinh doanh khả thi. Không chỉ là về khía cạnh kinh doanh và công nghệ, mà còn ở khía cạnh khác, cách chúng tôi đang thực hiện quyền phân đoạn NFT âm nhạc. Hoặc chúng tôi phân chia NFT thành các token có thể thay thế được. Các Dano theo cách này cũng rất độc đáo khi token có thể thay thế và không thể thay thế là giống nhau.
Điều này giúp cho việc yêu cầu xây dựng trên đó cũng dễ dàng hơn. Đó là lý do thực tế. Một lý do rất thực tế, Glenn, có điều gì đặc biệt về Cardano đã thu hút và khiến Empowa chọn Cardano cho giải pháp xây dựng không? Chúng tôi lựa chọn Cardano vì ba lý do. Đầu tiên là khía cạnh về môi trường, bằng chứng cổ phần rất quan trọng. Rõ ràng, chúng ta không thể ủng hộ các mối quan tâm về môi trường mà không có điều đó. Sự nghiêm túc trong học thuật là một lý do cực kỳ quan trọng khác vì chúng tôi là một nền tảng tài chính. Chúng tôi phải có sự nghiêm ngặt như vậy. Chúng tôi thích sự nghiêm ngặt trong học thuật của Cardano. Nó không chọn xây dựng nhanh và phá vỡ các quy tắc mà nó làm hoàn toàn ngược lại. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi. Điều thứ ba cũng rất hữu ích với chúng tôi là sự tập trung vào cộng đồng châu Phi. Sự hiểu biết về cộng đồng giúp chúng tôi đi vào những khu vực không có hệ thống hiện có để tạo ra các hệ thống mới và những thử thách với ý thức tập trung vào toàn bộ châu Phi. Phần lớn thời gian châu Phi thực sự nằm ở vị trí cuối cùng trong danh sách. Thật tuyệt khi có một cộng đồng mà mọi người chú trọng đến việc phát triển kinh doanh ở châu Phi. Đó là một cộng đồng tuyệt vời và đã hỗ trợ rất nhiều cho chúng tôi. Tuyệt vời. Trong hai cuộc họp mà chúng ta đã có vào cuối tuần này với Rufi Consortium, chúng tôi đã nói rất nhiều về phạm vi của Rufi, điều gì làm cho nó khác với DeFi thông thường, những thách thức độc đáo mà chúng tôi đã trải qua với tư cách là một nhóm xây dựng Rufi. Tất cả chúng tôi đều đồng lòng. Tôi muốn nghe từ Vedran, đặc biệt với tư cách là một người xây dựng Rufi. Anh có nghĩ rằng có những thách thức đối với việc xử lý các kết nối được kết nối trong thế giới thực với một dự án Rufi? Điều đó có thể khác với một dự án DeFi tiêu chuẩn không? Chẳng hạn như một sàn DEX. Hay anh có nghĩ rằng đó là những vấn đề khá giống nhau không? Chúng tôi có một vấn đề khác cần giải quyết, đặc biệt là về lòng tin. Chúng tôi được kết nối qua Web3 với thế giới thực. Không có lý do gì để điều hành một doanh nghiệp không đáng tin cậy. Chúng tôi vẫn tin rằng niềm tin là một phần thực sự quan trọng của doanh nghiệp. Có thể khôn ngoan về công nghệ thì không, nhưng khôn ngoan về kinh doanh thì có. ORMP Crypto cũng là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi vẫn có thể so sánh với các dự án DeFi khác. Chúng tôi cần phải được điều chỉnh theo một cách nào đó. Vì vụ tố là doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ. Chúng tôi đang giữ giấy phép tổ chức tiền điện tử EMI để có thể phát hành thẻ ghi nợ ảo. Mọi người có thể sử dụng nó trên thực tế để ập giam crypto khi thanh toán cho các đăng ký của họ. Việc kinh doanh khá khó khăn, đặc biệt là với các cơ quan quản lý crypto. Đó là những thử thách chính, ít nhất là liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Có nhiều thử thách khác nhau. Chúng ta hãy nói về Oracle. Nó rõ ràng là một nguyên thủy lấy thông tin trong thế giới thực để đưa vào blockchain. Đối với Charlie Ba, anh có nghĩ một số thách thức độc đáo đối với một dự án Oracle có thể khác với sàn DEX không? Tôi nghĩ có một số điều. Vấn đề lớn nhất hiện nay mà chúng tôi đang thực sự tập trung vào Charlie Ba là khái niệm về tiêu chuẩn hóa. Về cơ bản chúng tôi có thể cung cấp một số loại giao thức tiêu chuẩn hóa để tương tác với Oracle mà các dự án có thể sử dụng. Điều đó cung cấp một loại khối xây dựng mà các dự án thực sự có thể khởi động. Họ có thể lấy thành phần một cụ thể, sau đó họ chỉ cần đưa nó vào dự án và xây dựng mô hình xung quanh nó, mà không phải lo lắng quá nhiều về thành phần cụ thể đó. Tôi nghĩ đó là một trong những đóng góp lớn mà chúng tôi có thể thực hiện. Chúng tôi đang thực sự tập trung cao độ vào đó. Tôi hy vọng nó thực sự hữu ích cho mọi người. Một điều khác mà tôi đang nghĩ đến ngay bây giờ cũng như đang nghe những người khác nói. Chúng tôi với tư cách là một Oracle cũng phải xem xét đầu kia của sự tương tác. Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc đưa dữ liệu từ thế giới thực vào blockchain. Chúng tôi cũng muốn nghiên cứu khả năng cung cấp một cách chuẩn hóa để đi theo cách khác. Đó là lấy dữ liệu từ blockchain và các sự kiện kích hoạt trong thế giới thực. Ngay bây giờ thì đó là một ý tưởng điên rồ đến với tôi. Nhưng đó là một ý kiến hay. Tôi muốn chia sẻ thêm một điều đặc biệt về Rufi. Bởi vì chúng ta luôn nói tính bất biến và không thể đảo ngược của blockchain. Nhưng thành thật mà nói, nếu ai đó hành động như một cá nhân đơn lẻ, điều đó xảy ra là có gian lận đối với đất đai, nhà ở hoặc âm nhạc. Làm thế nào để bạn đảo ngược nó?
Trong thế giới thực thì chúng ta sẽ có hệ thống pháp luật. Ai giúp mọi người đảo ngược cũng nhìn thấy mọi thứ. Nhưng nếu bạn đột nhiên chia rẽ trong việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ chẳng hạn, tôi hiểu về lĩnh vực của mình tốt hơn tất cả những người khác ở đây. Sau đó bạn có 10.000 người đồng sở hữu. Làm thế nào để phối hợp 10.000 người để đảo ngược quá trình đúc NFT này? Cũng như nói với họ rằng chúng ta có thể đảo ngược mọi thứ vì đã bao gồm gian lận. Đây là một chủ đề không ai nói đến. Nhưng chúng ta là con người và điều này cũng đang xảy ra trong thế giới thực. Vì vậy, tôi thực sự vui mừng khi bạn đang nhận được đúng dữ liệu là chìa khóa cho RealFi. Đây là những gì tôi tin tưởng, nhưng điều này đôi khi sẽ gặp khó khăn. Glenn, những trở ngại mà anh đang gặp phải trong dự án RealFi của mình là gì? Đặc biệt là anh biết rằng mình sẽ không gặp phải nếu hoàn toàn là dự án trực tuyến trên chuối. Một thành viên trong nhóm của tôi đã nói rằng không có mạng thử nghiệm nào trong RealFi. Đó thực sự là một khó khăn bởi vì nó luôn ở thế giới thực. Như tất cả chúng ta đã thảo luận, đó là quy trình kinh doanh, tương tác của chúng và thực sự xác thực rằng, để đảm bảo rằng bất cứ điều gì đang xảy ra đều là trường hợp sử dụng của những gì chúng tôi đang tìm cách đạt được. Đó rõ ràng là sự xác thực, tính vĩnh cửu của thông tin chính xác. Đó là một phần của thách thức mà chúng ta không cần phải nghi ngờ gì thêm. Có rất nhiều thách thức trong RealFi. Chúng tôi cũng đã nói về những người ngoại tuyến trong nhóm này và chắc chắn là trong tập đoàn. Đó là tại sao chúng tôi cảm thấy điều rất quan trọng là chúng ta chia sẻ tài nguyên và kiến thức càng nhiều càng tốt. Tôi tin rằng, RealFi thể hiện điều này sớm hơn một chút sẽ là động lực thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt cho crypto. Một lần nữa, chúng ta đang phải nhận rất nhiều tiêu cực trên báo chí về crypto. Điều đó có thể gây ra ấn tượng xấu nhưng nếu có một điều gì đó sẽ dẫn chúng ta ra khỏi điều này. Tôi tin rằng RealFi, tiện ích và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực sẽ thúc đẩy việc áp dụng hàng loạt crypto. Nó sẽ vượt ra ngoài những gì chúng ta đã đứng ở giai đoạn đầu để thấy nó bây giờ. Vedran, anh có đồng ý như vậy không? Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi luôn thảo luận về nó với những người DeFi. Bởi vì họ quan tâm nhiều hơn đến công nghệ và những gì họ đang xây dựng. Nhưng cuối cùng, chúng ta đang xây dựng doanh nghiệp ở đây. Tôi không nghĩ rằng chúng ta nhất thiết phải phát minh lại tất cả các doanh nghiệp. Blockchain nên là công nghệ cơ bản để có thể tạo ra hoạt động kinh doanh tốt hơn và cung cấp các sản phẩm ưu việt hơn. Về phía mình, chúng tôi thực sự có một mô hình kinh doanh hấp dẫn mà mọi người có thể dễ dàng tương tác. Hiện tại chúng tôi có gần 360.000 người dùng đã đăng ký. Chúng tôi đang giải quyết vấn đề với họ, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng mời họ đến với thế giới của crypto. Chúng tôi xây dựng giao thức cho mọi công việc, không nhất thiết phải dành cho những người am hiểu công nghệ, định hướng blockchain, điều mà hầu hết các nhà phát triển hardcore blockchain đang làm. Họ đang xây dựng sản phẩm cho chính mình. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm theo cách khác. Với những tính năng đơn giản đó, những sản phẩm đơn giản mà họ có thể hiểu được, họ có thể bắt đầu sử dụng crypto để hiểu không chỉ crypto mà thậm chí sau đó là các thiết lập DeFi như lending, borrowing, staking. Làm thế nào để có thể tận dụng lợi thế đó để tiền làm việc cho họ, nhận thanh khoản hoặc cung cấp thanh khoản cho người khác. Đó là những điều thực sự đơn giản mà chúng ta có thể tích hợp với các trường hợp kinh doanh trong thế giới thực. Chúng ta đã ở trong một tập đoàn. Chúng ta có các dự án đang thực hiện như mã hóa sách, quyền sử dụng đất, giáo dục và âm nhạc. Đối với việc áp dụng hàng loạt, tôi nghĩ rằng bất kỳ ai trong căn phòng này cũng thích âm nhạc hoặc nghe nhạc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một thị trường 7 tỷ người ở đó. Anh cảm thấy thế nào về ý tưởng RealFi thúc đẩy việc áp dụng crypto chính thống? Điều khiến tôi ngạc nhiên là chúng ta đã có 12 năm phát triển blockchain. Ở các Nano, điều đầu tiên mà tất cả chúng ta đều hy vọng là DeFi. Tôi nghĩ lý do khiến nó dễ xây dựng hơn là vì chúng tôi nhân rộng hệ thống ngân hàng bằng cách giảm số lượng người đang làm việc, cũng như giảm tỷ lệ và tích hợp một hệ thống không phải tin cậy, bởi vì nó được nhúng trong niềm tin, được nhúng trong mã cốt. Nhưng đối với tôi, điều rất ngạc nhiên là không ai muốn tham gia vào những thị trường khổng lồ này. Bởi vì RealFi là mọi thứ đều ở xung quanh chúng ta.
Ngôi nhà, điện thoại, các đăng ký và ngay cả những phần cứng mà bạn đang sở hữu, cũng như tất cả âm nhạc, đó đều là real fee. Thị trường để phát triển đang cực kỳ lớn. Đó không chỉ là về thị trường, mà còn đặc biệt là về người dùng cuối và những người muốn sử dụng các sản phẩm đĩa CD. Bởi vì trong trường hợp của chúng tôi, họ muốn tương tác với các nhạc sĩ, họ muốn hỗ trợ nhạc sĩ. Nhưng ngay bây giờ, nếu bạn không phải là một nhà đầu tư được công nhận, hoặc một quỹ cổ phần tư nhân khổng lồ, hoặc quỹ phòng hộ, hoặc bất cứ thứ gì, đầu tư vào các danh mục, không phải danh mục âm nhạc khả thi, bởi vì họ không có quyền truy cập vào nó. Đó là một vấn đề truy cập. Không phải là bạn không thể đầu tư vào nó mà đó là một vấn đề truy cập. Ai trong số các bạn biết một nghệ sĩ mà bạn muốn mua một số bản nhạc viết từ đó? Đây là điều thực sự đáng ngạc nhiên khi không ai tham gia những thị trường này và làm cho thế giới thực của chúng ta tốt hơn. Tôi là một người tin tưởng vào Metaverse. Metaverse vẫn đang phát triển. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều đã sẵn sàng sống trong Metaverse, một thế giới thực mà chúng ta đang tương tác với nhau. Tuy nhiên, trước tiên hãy đưa nó đến với blockchain và giảm xung đột trong thế giới này, làm cho nó trở nên bình đẳng và công bằng hơn. Sau đó chúng ta sẽ có câu trả lời. Ví dụ, trong trường hợp của chúng tôi, 400 triệu người nghe trên Spotify và khoảng 2 đến 5 triệu nhạc sĩ chỉ riêng trên Spotify. Nếu tôi chiếm được 10% thị trường này, nghĩa là 40 triệu người dùng mới sẽ tạo ví trên các Cardano, cộng với khoảng 200.000 đến 500.000 nhạc sĩ đang mai NFT trên các Cardano. Tôi nghĩ đó là một câu trả lời đơn giản. Chúng ta hãy làm cho nó xảy ra trước khi mang tất cả ra khỏi DeFi vì không phải mọi người đều muốn giao dịch. Đơn giản như vậy thôi. Tôi thực sự hào hứng với hội thảo này và mọi người có mặt ở đây. Bởi vì tôi nghĩ mọi người ở đây theo cách nào đó đang dân chủ hóa một phần của thế giới thông qua crypto. Có quyền sử dụng đất, thanh toán, âm nhạc, tiền bản quyền và nhà ở. Chúng ta có những mục tiêu rất lớn. Bạn đang nhắm mục tiêu đến những người trong cuộc sống thực, đồng thời tăng khả năng tiếp cận với tất cả các dịch vụ theo cách mà tôi nghĩ rằng crypto thực sự nên làm. Đối với tôi, đó là phần thú vị nhất của crypto. Tất nhiên, bạn có thể làm công cụ, kỹ thuật và điều đó thật thú vị, nhưng thực sự tiếp cận và cải thiện cuộc sống của mọi người. Tôi nghĩ đó là điều mà crypto thực sự nên làm. Thêm vào đó, tôi rất vui vì Charlie Ba đã xuất hiện ở đây. Bởi vì tôi tin rằng không ai đang làm điều đó ngay bây giờ. Bởi vì nó là rất khó khăn. Bởi vì thật khó để đối phó với những trở ngại trong thế giới thực là vấn đề pháp lý. Đối các bạn thì đó là vấn đề công chứng. Làm thế nào để bạn xây dựng lòng tin trong thế giới thực và đây là điều mà tôi hiểu rằng không ai muốn giải quyết nó. Nhưng tôi tin rằng, hãy giải quyết những vấn đề rất khó trước bởi vì đây là nơi tạo ra giá trị. Đây cũng là trường hợp của chúng tôi. Lý do chúng tôi xây dựng hệ sinh thái này vì mã hóa sử dụng quyền IP là một phần. Nhưng bạn phải đảm bảo rằng mọi người đều nhận được tiền bản quyền từ Spotify. Chúng tôi cũng phân phối nhạc cho Spotify bởi vì chúng tôi biết có khán giả. Nó không chỉ là khán giả mà còn có truyền phát phi tập trung. Nếu không có khán giả cho nhạc sĩ thì bạn sẽ phải đi con đường rất khó khăn. Tôi nhớ đây là câu hỏi của Glenn và tôi cũng rất thích nghe câu trả lời của anh ấy. Tôi xin lỗi vì đã chen ngang. Đối với chúng tôi, vì các kỹ thuật viên luôn thúc đẩy công nghệ. Thực tế thì nó không bao giờ là thứ thúc đẩy việc áp dụng thực sự. Khi nghĩ về điện thoại di động, những ứng dụng ban đầu, GSM và tất cả những tranh luận từng có xung quanh công nghệ đó, thực tế là nó thực sự xoay quanh trường hợp sử dụng một lần nữa, và điện thoại thông minh không thông minh. Chúng siêu thông minh nhưng sử dụng dễ dàng.
Tương tự, nó đang thúc đẩy việc sử dụng giao diện người dùng ở những người thậm chí không quan trọng công nghệ là gì. Nó không liên quan. Đó thực sự chỉ là một giao diện làm cho nó hiệu quả, tiết kiệm chi phí và có thể sử dụng được. Điều đó thúc đẩy việc sử dụng. Đó là những gì sẽ thúc đẩy việc chiếm số lượng và mọi thứ mà chúng ta đang cố gắng đạt được. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng đó là rào cản là các ứng dụng hoạt động. Những người thuê nhà của chúng tôi không biết rằng tất cả những điều này đang xảy ra trên crypto vào lúc này. Nó hoàn toàn không liên quan đến họ. Đó là động lực chính của việc sử dụng. Hoàn toàn đồng ý. Anh đã chạm vào một chủ đề khác. Tôi nghĩ một thách thức khác đối với tất cả chúng ta là khả năng sử dụng. Đó là một thử thách rất lớn khác đối với crypto nói chung, chứ không chỉ riêng RealFi. Nhiều người dùng của chúng ta chưa biết chữ là một ví dụ. Vậy làm thế nào để chúng ta đơn giản hóa một giải pháp blockchain? Thường thì các câu trả lời khá trừu tượng nên tôi muốn được nghe những điều chi tiết hơn, bởi vì tôi nghĩ đây là một điểm quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh điều này trong hôm nay là khả năng áp dụng hàng loạt cho các trường hợp sử dụng RealFi. Đối với Landano, có hơn 1 tỷ người trên thế giới có yêu cầu chính đáng về đất đai nhưng không có hồ sơ để chứng minh. Chúng tôi đang thí điểm ở Mozambique với 32 triệu dân, ở Ghana với 30 triệu dân, ở khu vực châu Phi hạ Sahara có khoảng 1 tỷ dân. Đó là một thị trường khổng lồ và có tiềm năng to lớn. Đối tác của chúng tôi ở Mozambique đã giúp 80.000 nông dân nông thôn tạo hồ sơ đất đai. Chúng tôi hiện đang thiết lập một quy trình để bắt đầu đúc những loại NFT đó. Đó là 80.000 người dùng mới đến với blockchain Cardano. Tôi đã nghe Glenn nói về một số con số thực sự thú vị cũng như tuyến thị trường tiềm năng. Anh có thể cung cấp một số con số khi bắt đầu với quy mô nhỏ, với các dự án thí điểm và những điều lớn hơn đang đến. Anh nghĩ tiềm năng dài hạn đối với trường hợp sử dụng và quy mô thị trường là gì? Nếu chúng ta đi sâu vào quy mô thị trường một chút. Xin lỗi, đó là câu hỏi cho Glenn. Đối với chúng tôi, có 50 triệu ngôi nhà tồn đọng ở châu Phi. Đó là nhu cầu bị dồn nén. Châu Phi cũng là lục địa trẻ nhất và phát triển nhanh nhất. Nó vẫn có tốc độ tăng dân số mà hầu hết các nước phát triển không còn nữa. Vì vậy, nó là một thị trường tăng trưởng khổng lồ cho điều này. Các con số trên thực tế với mỗi hộ gia đình, chúng ta đã quá quen với suy nghĩ của từng cá nhân về quy trình. Nhưng ở châu Phi, nó hướng đến gia đình cộng đồng nhiều hơn. Không phải một cá nhân trả tiền mà thực tế là nhiều đơn vị gia đình và nhiều người. Năm. Những con số rất lớn về mặt tác động đáng kể cả trên bề mặt và về mặt sử dụng mà người dùng có thể tham gia. Đó là châu Phi. Ứng dụng này thực sự được áp dụng. Nó là một ứng dụng toàn cầu. Đây chỉ là khởi đầu. Thật tuyệt vời. Florian muốn chia sẻ thêm gì đó đúng không? Tôi có một câu hỏi cho điều này vì tôi nghĩ nó đã rất lớn với châu Phi. Tôi nghĩ rằng trở ngại lại đột ngột xảy ra khi chuyển nó sang các quốc gia khác nhau bởi vì có các hệ thống quy định khác nhau. Điều này làm cho hội thảo về RealFi thật thú vị bởi vì chúng ta có những trở ngại này trong DeFi. Bạn đặt nó ra khỏi đó và không quan tâm nữa. Giống như chỉ cần sử dụng nó, về phía mình, chúng tôi phải vượt qua từng chướng ngại vật một. Chúng tôi phải hoạt động như một công ty bình thường. Bạn bắt đầu với một đạo luật rồi tiếp tục. Tôi nghĩ điều này là duy nhất cho chúng tôi ở đây. Xin mời về Đức Anh. Tôi chỉ muốn chia sẻ về trường hợp kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đang giải quyết các đăng ký và thị trường đó đang tăng trưởng 100% mỗi năm. Có bằng chứng rằng trong một vài năm tới 75% doanh nghiệp sẽ cung cấp một số loại mô hình kinh doanh đăng ký. Mọi thứ đang đi theo hướng đó. Mọi người đang mất rất nhiều tiền khi đăng ký bởi vì họ không biết khi nào, bao nhiêu với những gì họ đang chi trả. Nhưng quan trọng hơn trong trường hợp của chúng tôi còn là về trải nghiệm người dùng. Tôi tin rằng đó cũng là chủ đề quan trọng trong crypto bởi vì tất cả đề app đó thực sự khó sử dụng cho mọi công việc. Bây giờ có những điều được giám sát và không được giám sát. Tôi nghĩ rằng đó không nên là một chủ đề. Vì tất cả doanh nghiệp đang gặp khủng hoảng hiện nay không phải là do nó là tổ chức được kiểm soát, ngân hàng hay không kiểm soát, mà là về hoạt động kinh doanh tồi tệ vẫn chưa được kiểm soát.
Chúng tôi có một non-custodial wallet. Chúng tôi biết vấn đề với điều đó là gì bởi vì mọi người đang gặp khó khăn khi tạo ví. Mặc dù họ đã tạo ra 61.000 ví Cardano trong ứng dụng của chúng tôi, nhưng họ vẫn đang mất các cụm từ bảo mật và những thứ tương tự. Vì vậy, chúng tôi cần phải làm cho những điều đó đơn giản hơn, hướng dẫn họ làm ví giấy, lưu hoặc viết cụm từ bảo mật một cách cẩn thận ở đâu đó. Về mặt an toàn, nó có thể không phải là cách tốt nhất để làm điều đó. Vì vậy, chúng ta cần suy nghĩ cẩn thận về những điều đó. Làm thế nào để lưu giữ cụm từ bảo mật một cách an toàn cũng là một thách thức. Đối với việc áp dụng hàng loạt thì mọi thứ đều là về trải nghiệm người dùng. Xin mời Florian. Tôi muốn nói thêm vì chúng tôi thêm mô hình mới. Ngay từ đầu đã suy nghĩ về việc áp dụng hàng loạt và thuận tiện cho người dùng. Tôi nghĩ rằng anh đang đi đúng hướng về cách giải quyết nó. Tôi nghĩ đây sẽ là trọng tâm cho toàn bộ cộng đồng Cardano. Làm cách nào chúng ta có thể tạo sự thuận tiện cho người dùng cuối? Bởi vì chúng ta đã tạo ra như một cộng đồng, một ngăn xếp công nghệ tuyệt vời như vậy. Nhưng ưu tiên hàng đầu là làm cho nó đơn giản để sử dụng giống như Internet. Tôi nghĩ đây là trở ngại lớn nhất. Có những người bị mất cụm từ bảo mật hoặc một thứ gì đó. Chúng ta phải tìm cách để có thể làm điều đó với việc có thể xây dựng lòng tin. Tất cả những thứ này đột nhiên diễn ra đúng chỗ. Tôi nghĩ đó là chìa khóa cho tất cả chúng ta trong RealFi Consortium. Một lần nữa, lý do mà tôi tin tưởng rất nhiều vào sự tiện lợi của người dùng là tất cả các mô hình kinh doanh của chúng tôi, cũng như mô hình của anh. Chúng tôi có sự cạnh tranh và sự cạnh tranh là trên Web 2.0. Còn người dùng không quan tâm họ sẽ nghe nhạc từ đâu hay sử dụng ứng dụng của họ từ đâu, nghĩa là sử dụng đơn giản. Tôi đã có một suy nghĩ về điều đó. Mọi người trong căn phòng này, tôi chắc chắn chỉ dựa vào một thiết bị duy nhất trong cuộc sống của chúng ta là điện thoại. Chúng ta đã tin tưởng với rất nhiều thông tin cá nhân đáng tin cậy. Chúng ta đã tin tưởng với các cuộc gọi. Chúng ta đã tin tưởng hầu như mọi thứ trong cuộc sống. Tại sao vậy? Không phải các nhà cung cấp điện thoại đang giúp chúng ta cung cấp ví sao? Giống như một ví crypto có thể được sao lưu một cách dễ dàng, an toàn theo bản chất của chữ ký. Sử dụng phần cứng thực tế trong điện thoại và dành cho tất cả mọi người. Tôi chắc chắn rằng các công ty không muốn chạm vào nó vì lý do quan hệ công chúng, chỉ là lý do PR. Nhưng điều đó thực sự sẽ giúp ích rất nhiều nếu chúng ta có thể nhận được chúng, cũng như biết cách nhận được chúng. Đó là một câu hỏi khó nhưng đó sẽ là viễn cảnh trong mơ của tôi. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao chúng ta tạo ra RealFi Consortium để có sức mạnh tập thể để làm điều gì đó như vậy. Bởi vì tất cả chúng ta đều có những vấn đề tương tự, nhưng tôi nghĩ anh là chủ tọa nên sẽ biết nhiều về nó hơn tôi. Hãy để tôi tổng kết. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng chúng ta cùng nhau sẽ mạnh mẽ hơn là tự làm một mình. Chúng ta không nên cố gắng giải quyết vấn đề riêng lẻ. Chúng ta có thể nỗ lực để kéo nguồn lực của mình. Tất cả chúng ta đều là những công ty khởi nghiệp với nguồn lực hạn chế, vậy nên nó có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng chúng tôi cũng muốn tập đoàn rất thực tế. Chúng tôi thực sự muốn tạo ra lợi ích ngay lập tức. Các thành viên sẽ không tham gia nếu họ không thể nhận được lợi ích ngay lập tức từ những việc chúng tôi đang làm. Vì vậy, có một danh sách rút gọn gồm những điều rất thiết thực mà chúng tôi muốn thực hiện. Đó thực sự là một cách tốt để phân biệt. Chúng tôi cũng vừa mới đăng ký tên miền realfi.org. Chưa có gì ở đó. Nhưng nếu bạn truy cập trong một hoặc hai ngày tới, sẽ có một liên kết đến máy chủ Discord mà chúng tôi cũng đã mở. Đó sẽ là ngôi nhà trực tuyến của chúng tôi. Trang web đó và máy chủ Discord được mở ở chế độ công khai. Đây là nơi chúng ta đang tiếp tục các cuộc thảo luận. Nếu bạn là một dự án RealFi hoặc là thành viên cộng đồng các Cardano đam mê RealFi, hãy tham gia máy chủ Discord và các cuộc thảo luận. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tiếp tục bổ sung chính xác sứ mệnh và tuyên bố sứ mệnh của tập đoàn. Những điều thực tế tiếp theo là chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Thời gian đã sắp hết. Có ai muốn có thêm những chia sẻ cuối cùng nữa không? Chúng ta hãy dành phần chia sẻ cuối cùng cho Glenn. Glenn, tôi đang đưa cho anh một cây đũa thần. Nếu anh có một điều ước cho người dùng RealFi trong Cardano thì đó sẽ là gì?
Tôi nghĩ chính khái niệm và ý tưởng này sẽ giúp nó hoạt động, giao diện trở nên đơn giản, dễ sử dụng và nó hoàn toàn minh bạch. Tuyệt vời. Đó là một cách tốt để kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tham dự.